chào các bạn đang đón xem kênh YouTube của Điện Máy Nissan. Bên cạnh tôi đây là chiếc máy xay đùn thịt đa năng với mã model sản phẩm là NS-ZR12. Sản phẩm đang được các tiểu thương bán thịt, quán ăn, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở chế biến thịt ưa chuộng sử dụng nhờ khả năng xay nhanh, xay khỏe và thành phẩm nát đều nhau. Bây giờ thì các bạn hãy cùng Nissan đi vào khám phá chi tiết về chiếc máy xay đùn thịt ZR12 này nhé! Dòng máy xay thịt ZR được Nissan nhập khẩu và phân phối với các mã model sản phẩm là ZR12, ZR22, ZR32 và ZR42. Những mẫu này đều giống nhau về công dụng và thiết kế, chỉ khác nhau về kích thước, sản lượng và năng suất hoạt động. Ngoài ra thì Nissan còn cung cấp thêm các dòng máy xay thịt nhập khẩu RI12, RI22, RI32 và các dòng máy xay thịt cao cấp chính hãng sản xuất tại Việt Nam. Các bạn có thể tham khảo thêm để lựa chọn được chiếc máy phù hợp với đúng nhu cầu sử dụng của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá công dụng của chiếc máy này nhé. Máy có công dụng xay thực phẩm đa năng, chuyên dùng để xay lợn hay là thịt bò, tôm, cua, cá, rau củ quả. Hơn nữa thì sản phẩm cũng có khả năng xay nát nhuyễn các thành phần cứng có gân, da hay là sụn, có lẫn trong thịt một cách nhanh chóng. Bởi vậy các bạn không cần tốn công lọc thịt hay là thái thành các miếng nhỏ trước khi mang đi xay nữa. Năng suất cao là ưu điểm vượt trội mà dòng máy xay thịt ZR mang lại. Các bạn chỉ cần làm phép so sánh sau đây thì sẽ thấy được chiếc máy này có năng suất khủng tới cỡ nào. Ví dụ như khi sử dụng các loại máy xay sinh tố hoặc là máy xay thịt tự chế thì sẽ cho năng suất khoảng 0,3 đến 0,5 kg mỗi mẻ. Như vậy mỗi giờ tối đa sẽ xay được 5 đến 7 kg thịt. Nhưng mà với sử dụng máy ZR12, năng suất xay dao động từ 20 đến 40 kg trên một giờ, thịt được xay nát và đều nhau. Như vậy, chiếc máy ZR12 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu xay thịt tại các tiểu thương bán thịt này, quán ăn, nhà hàng và các cơ sở sản xuất thịt công nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cấu tạo của chiếc máy này nhé. Máy được thiết kế với kích thước chỉ khoảng 47 x 32 và 46 cm, trọng lượng khoảng 20 kg. Bởi vậy mà máy xay thịt ZR12 trông khá là nhỏ gọn và không chiếm nhiều diện tích chế biến. Toàn bộ máy thì được làm bằng chất liệu inox cao cấp, vô cùng sáng bóng và đẹp mắt. Đồng thời thì chất liệu này cũng giúp bạn vệ sinh máy một cách nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng hơn. Hơn nữa thì sản phẩm cũng khác hẳn những chiếc cối xay thịt bằng gang hay là bằng sắt dễ han gì mà bạn từng thấy ở các hàng thịt ngoài chợ. Bởi vậy mà các bạn có thể yên tâm sử dụng máy xay thịt công nghiệp ZR12. Về cấu tạo thì máy xay thịt công nghiệp ZR12 sẽ gồm các bộ phận chính, đó là khay đựng thịt, lưỡi sao xay thịt, đầu đun thịt, trục xoắn, motor, hệ thống đun thịt, chân máy. Khay chứa thịt được thiết kế vô cùng chắc chắn và rộng rãi, giúp bạn có thể để nguyên liệu lên trên mà không lo là bị rung lắc hay là bị nghiêng khi hoạt động. Đặc biệt, lưỡi dao hoa khế được làm bằng thép không gỉ sắc bén kết hợp với trục xoắn mạnh mẽ và chắc chắn cho khả năng xay thịt nát đều chỉ trong vài giây. Bộ phận trục xoắn và lưỡi dao có thể tháo rời một cách dễ dàng, giúp bạn vệ sinh sạch sẽ bên trong máy và loại bỏ được hết thịt vụn còn sót lại ở bên trong ống đùn. Máy được trang bị gồm hai bộ phụ kiện dao và mắt đùn thịt với kích thước lỗ đùn là 6mm và 8mm, do đó thì bạn có thể xay thịt với độ nát đa dạng, phục vụ nhiều nhu cầu chế biến thực phẩm khác nhau. Động cơ của chiếc máy này là loại động cơ dây đồng, công suất 800W, đảm bảo hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ. Cũng nhờ công suất cao này mà máy có thể xay khỏe được cả những thịt có chứa da hay là gân nhỏ và sụn, đảm bảo xay nát mà không xảy ra tình trạng kẹt hay là dừng máy. Bên thân máy thì được trang bị công tắc tắt và bật, giúp cho quá trình vận hành máy dễ dàng và hiệu quả, an toàn hơn. Chân máy thì được thiết kế đế lót cao su chắc chắn và không bị rung lắc dịch chuyển máy khi sử dụng. Trong video lần này thì chúng tôi cũng đưa cho bạn một số hướng dẫn sử dụng sau đây. Bước 1. Kiểm tra máy, lắp trục xoay trên máy. Chú ý lắp đúng thứ tự, đúng chiều các bộ phận trên trục quay, lưỡi dao, ốc vặn. Bước 2. Kết nối máy với nguồn điện. Bước 3. Cắt khẩu thịt vừa phải so với miệng lỗ thả thịt của máy. Cho thịt vào khay đựng với lượng vừa đủ theo công suất của máy, tránh bị kẹt thịt hay là quá tải. Bước số 4. Bật công tắc. Bước 5. Lấy thành phẩm và vệ sinh máy. Lưu ý là trong quá trình sử dụng máy xay thịt công nghiệp ZR12, trước khi bật công tắc sử dụng máy nên kiểm tra kỹ đùn để đảm bảo không có rơi vật cứng như là đinh hay là ốc vít vào trong cối sau. Không để máy hoạt động quá công suất cho phép để đảm bảo độ bền và an toàn cho động cơ. Chỉ nên sử dụng liên tục từ 10 đến 15 phút và tắt đi khởi động lại để đảm bảo độ bền cho động cơ. Sử dụng cháy chuyên dụng để đẩy thịt xuống họng máy. Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Khi mua sản phẩm máy xay thịt công nghiệp tại Điện Máy Nissan, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng.
bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển tại các chi nhánh cửa hàng của điện máy Nissan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy xay thịt công nghiệp ZR12 thì Nissan còn cung cấp thêm các sản phẩm máy móc chế biến thực phẩm liên quan khác như là máy thái thịt, máy xay giò chả, tủ hấp xúc xích hay là máy hút chân không. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm các sản phẩm trên để hỗ trợ công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy, với thiết kế đơn giản, năng suất cao lên đến 20-40 kg/1 giờ và chất liệu cao cấp có tuổi thọ cao thì đây chính là một trong những sản phẩm đang được bán rất chạy tại điện máy của Nissan. Hiện nay, máy xay thịt công nghiệp ZR12 đã trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong các gian bếp, quán ăn, nhà hàng hay là khách sạn và các cơ sở chế biến thực phẩm công nghiệp. Bởi vì Nissan là đơn vị trực tiếp nhập khẩu và phân phối máy xay đường thịt không qua nhiều trung gian thương mại nên luôn mang tới được mức giá thành tốt nhất. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến hotline 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào trang web dienmayneusan.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm khác nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhớ nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Nissan. Xin chào và hẹn gặp lại!